Việt Nam của tôi, Việt Nam của tôi. Virus Covid lại bùng phát rồi, đất nước lâm nguy khi Covid lan tỏa. Rất cần con dân chung sức đồng lòng. Hãy lắng nghe lời kêu gọi của Đảng, thực hiện 5K, khẩu trang luôn đeo, không tụ tập đông, khoảng cách luôn giữ, khai báo y tế nhanh, nhớ khử khuẩn luôn cần. Việt Nam ơi, đồng bào của tôi, toàn dân ta quyết thực hiện 5K, cùng chính phủ ta tiêu diệt Covid, toàn thắng ngắt về ta, hạnh phúc đến mọi nhà. Việt Nam của tôi, Việt Nam của tôi. Virus Covid lại bùng phát rồi, đất nước lâm nguy khi Covid lan tỏa. Rất cần con dân chung sức đồng lòng. Hãy lắng nghe lời kêu gọi của Đảng, thực hiện 5K, khẩu trang luôn đeo, không tụ tập đông, khoảng cách luôn giữ, khai báo y tế nhanh, nhớ khử khuẩn luôn cần. Việt Nam ơi, đồng bào của tôi, toàn dân ta quyết thực hiện 5K, cùng chính phủ ta tiêu diệt Covid, toàn thắng ngắt về ta, hạnh phúc đến mọi nhà. Việt Nam ơi, đồng bào của tôi, toàn dân ta quyết thực hiện 5K, cùng chính phủ ta tiêu diệt Covid, toàn thắng ngắt về ta, hạnh phúc đến mọi nhà. Việt Nam ơi, đồng bào của tôi, toàn dân ta quyết thực hiện 5K, cùng chính phủ ta tiêu diệt Covid, toàn thắng ngắt về ta, hạnh phúc đến